Thế đây. Cả nhà thấy không? Cá quá trời luôn nè. Vừa bắt từ nha cả nhà. Đây đây. Chào mọi người nha, cả nhà ơi. Hôm nay thì xin muốn dành tặng cho cả nhà thêm một cái món ăn đặc biệt. Nhưng mà trước khi ăn cái món này á, là mình sẽ đi lấy một cái bóng về để mà mình đặt cái loại cá này. Thì mình cũng đã từng nướng cá này rất là nhiều, rất là ngon. Thì chắc cả nhà cũng đã biết đó là cá gì đúng không? Đó là cái loại, cái này cái dìa, có chỗ khác gọi là cái giò. Đó, thì mình sẽ bắt nó bằng cái gì? Thì mình sẽ bắt nó bằng cái bóng. Bây giờ mình sẽ đi lấy cái bóng về cho ba mình làm lưới hay này kia đó. Mình thì còn một cái bóng ở ở trên chỗ này nè cả nhà, mình để trên đây nè, mình đặt trên đó đó, mình để trên đó một cái nữa, rồi mình sẽ đặt ngay trước nhà mình, tầm một ngày hoặc là một hai ngày đó để mình kéo lên mình coi thử có không, nếu mà có thì mình sẽ nướng loại cái gì lên cho cả nhà cùng xem nha. Bây giờ mình đi lên nhà ông chú mình lấy cái bóng về rồi làm bỏ lưới vô, sau đó cái mình đem ra mình đặt để mà kiếm cá về mình nướng ăn cả nhà. Giờ mà cái nhà cùng bắt đầu đi lấy cái bóng của mình nha. Cái bóng đó là giống cái lợp. Đây bị lủng lỗ nè chú ơi. Về may lại. Về ba bỏ thêm mấy cây nè. Kim lưới khác đó, vòng lại cắt cái này ra nè. Sợ quá. Chú làm. Cái bóng như này nè cả nhà, thấy không? Giờ lấy về mình sẽ bỏ vô cái bóng này, cột vào cầm cái này đâu cần phải cái là không kéo người cột nhỏ nhỏ là cho cá nó vô cũng được nè, không cần phải làm cái lợp gì vậy phải không? Cả nhà xin dùng cái đem cái bóng này về nè cả nhà, thấy không? Cái bóng bự không? Nó nhẹ tính nha. Nói chung thì mình chưa có đem nó xuống nước, mình ngâm xuống nước thì nó sẽ thấm và nặng lắm cả nhà. Phải cầm thêm đá bỏ về, sẽ bỏ thêm đá như này kia. Bóng này là mình sẽ chỉnh sửa lại một chút nữa, rồi sau đó bỏ cơm vô, bỏ cơm vô nè, cái này tôi rồi, mình sẽ bỏ cơm đây nè, bỏ cơm chỉnh rửa nè, đó, rồi sau đó mình sẽ làm một cái gạch đây nè, mình đem lấy cá như mình gạch ra để lấy cá. Đó tầm 2 kg nhẹ lắm nè, 2 kg. Rồi ở đâu là mình làm, bắt đầu là mình sẽ đợi ba mình lấy lưới bọc lên thôi. Chị đứng bình thường. Cả nhà biết mình cắt lưới làm gì không? Để mình làm một cái bọc, cái bao để mình đựng cơm á.
mình treo lên để mà cho cá thấy rồi nó vô nó ăn đó nha. Cái này chắc sẽ làm cho hai cái bóng. Bây giờ mình bắt đầu làm cái đồ bỏ cơm cái nhà. Mình sẽ bỏ đồ ăn nước uống, như là mình bỏ bầu vô để mình dụ mấy con cá gì lại mấy cá là lạ vô cái bóng để mình ăn. Đó, giờ mình xin sẽ làm nha. Cả nhà xin vừa mới hoàn thành xong hai cái vỏ để mà mình đựng bồi vô để mà mình giữ cá đó cả nhà. Đó. Đây là mình làm cho hai cái bóng, tại vì mình có tới hai cái lợn. Đó. Ở ngoài mình gọi là cái bóng nha, còn nói các bạn thì mình không biết kêu là cái gì. Nói chung là mình sẽ làm cho hai cái bóng luôn. Đó. Một cái bóng thì mình đã hoàn thành rồi, còn một cái thì bên đó đó. Để bên nó đó thì chưa có xong đó. Thì chiều nay mình sẽ đi kéo một cái bóng lên và mình sẽ bỏ cái lưới này vô và mình sẽ để một hai ngày gì đó, ngày mai hay ngày mốt mình sẽ kéo lên và kiểm tra coi có cái gì mình đang không ngoài cái nhà. Cả nhà xin đã hoàn thành xong cái bóng rồi cả nhà. Đó, mình đã xong xuôi cái bóng rồi. Mình sẽ bắt đầu đem bóng ra ngoài, ra trước sàn nhà mình rồi mình để đó. Mình ngâm trong vòng cỡ từ đây tới ngày mai rồi mình sẽ kéo mình thử coi có cá không nha. Nếu mà không có thì mình để xuống nữa. Khi nào có thì mình đem lên cho cả nhà cùng thưởng thức. Với lại xem thử cái bóng này có bao nhiêu cá cả nhà. Đó. Rồi cả nhà chiêm ngưỡng cái thành quả mà Sinh đã đan cái bóng này. Đó. Nói chung lâu lắm rồi mình mới làm lại cái bóng này đó cả nhà. Bây giờ là mình sẽ đem bóng đi ra ngoài kia mình đặt ra cả nhà. Rồi qua ngày mai mình kéo lên mình có. Qua đi nha. Cả nhà cùng thưởng thức với mình cái món cháo mực với gạo lứt nha cả nhà. À, giờ mình ăn uống cho thoải mái cả nhà, với lại mình làm bóng mình mệt quá. À, giờ mình mời cả nhà thưởng thức với mình cái món này nha. Món này là vợ mình nấu. Rồi thơm nó ngon quá cả nhà ơi.
quá ngon luôn, ngon tuyệt vời. Thì mình ăn xong rồi cái ngày mai ha, ngày mai mình sẽ cùng cả nhà đi kéo bóng thử coi để được bao nhiêu con cá cả nhà. Còn nếu mà không được thì chắc do mình xui thôi cả nhà, chứ lần trước mình kéo lên nhiều lắm chứ không phải ít đâu. Mấy lần trước cả nhà, mấy lần trước mà mình còn hay đặt bóng rồi nè, nhiều lắm. Đó. Giờ mời cả nhà thưởng thức nha. Thì mình có thêm chén bấm nè, ăn cho nó ngon. Mực này là mực của thằng em mình đó, nó đi câu về rồi nó cho mình. Cả nhà ơi, trời đang mưa, tính ra cái bóng mà trời giờ mưa quá, chắc mình sẽ để tạnh mưa một chút đi ha, rồi mình ra mình kiểm tra thử coi hôm nay được bao nhiêu cá. Nếu mà không có thì mình sẽ đặt, mình sẽ để lại vào ngày mai mình kéo tiếp vậy thôi. Đó. Nói chung cá đây rất là nhiều mọi người, trước mặt thì là rất là nhiều người đặt bóng rất là nhiều, cá rất là nhiều. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một cái series này để mà dành tặng đến mọi người đó, xem thử ơi, hôm nay mình có hơn hay không, cá có vô nhiều được không, để mình coi thử cả nhà. Bây giờ là hết mưa rồi thì mình xin mời cả nhà cùng với mình đi ra kéo hai cái bóng mình đó đó, để coi thử coi có cái con cá nào trong đó không. Còn nếu không có thì mình để lại rồi mai mình kéo tiếp nha cả nhà. Bây giờ đi ra lấy bà cả nhà xem thử có cá không nha. Đây là cái bóng đầu tiên mình kéo được cả nhà, được có hai con nè cả nhà ơi. Đó, cả nhà thấy không, được hai con bự nè. Mình không biết là sợ cái lỗ nó nhỏ nó bự quá không ta. Vô được hai con này nè, vô được có hai con thằng ở nhà nha. Còn một cái bóng nữa thì mình để ngoài kia chưa kéo, tìm cái thử, mình kéo thử được cái bóng được hai con nè. Chung cá cũng bự không nhỏ đâu. Hai con nữa cả nhà, giờ mình sẽ lấy ra bỏ cơm vô ha. Đây là cơm, nếu mình dò giờ mình bỏ vô bọc với ha, bỏ bọc với dò dò xong bỏ vô đây. Được con rồi nè, cái này là cái gì hoặc là gọi là cái giòn cả nhà. Cả nhà ơi, mình đang dò thêm cơm rồi cả nhà đó, cùng với nhỏ cháu mình dò thêm cơm để đem ra vào đó. Nói chung là hồi sáng giờ mình chủ quan quá, mình không có chịu kéo bóng lên sớm nên mình để lâu quá rồi cá nó ăn hết đó cả nhà, rồi nó bơi ra luôn quá dở. Bây giờ còn một cái bóng nữa, bây giờ còn một cái bóng nữa thì lát mình kéo mình ra quán kéo thử rồi coi còn cá hay không cả nhà. Đúng là kinh nghiệm mình còn non quá, tại vì ba mình nói là nhiều khi cá nó vô nó ăn rồi sau đó nó hết mồi cả nhà, sau đó nó kiếm chỗ nó bơi ra lại, giống như con người mình đấu quá không có gì ai. Nói chung là mình dở quá. Giờ mình đang dò xong rồi mình dò xong cái mình đem ra quá dở. Bây giờ mình sẽ đặt thêm một lần nữa rồi chiều nay mình sẽ kéo tiếp ha. Quá dở hơn cả nhà. Thank you.
giờ mình qua bên cái bóng này mình kéo nè, nó vô trong cái bóng đó, chỉ trong cái phao nhỏ nhỏ nè, nó vô mình kéo. Bây giờ mình đem vô cái nhà ơi, thất bại. Bây giờ là mình bỏ cơm vô lại cái nhà, số bóng này bóng thứ hai thất bại cái nhà ơi. Cái nhà nếu ai có làm bóng á, có ai đặt cá thì nhớ đừng có để giống như mình nha. Ví dụ như mình đặt qua đêm rồi thì mình sáng kéo liền đi. Mình đặt xong trong vòng mình sẽ đặt bây giờ là tầm cỡ 2 giờ rồi. Thì tầm cỡ 4 giờ, 5 giờ đi, 5 giờ chiều mình sẽ ra kéo một lần nữa nha. Bỏ ba cái rau này vô cho cá nó ăn cho vậy. Ủa, chị có cá biển không cơ? Có. Quá buồn cả nhà ơi. Thất bại rồi. Thất bại rồi nè. Đây là cò. À, nha, cò. Đây nghe mình nó mua trong đất liền về á, nó mua trong đất liền được ba con cò. Cái con cò ở trên Kim Sơn đó. Đâu? Cò đó hả? Chạch quế à? Đi chạch quế hả? Chạch quế một đồng. Nhiêu ký vậy? Đẻ 120 đồng bình thường. Quá dữ. Đây mình sẽ ăn một bữa tiệc hôm nay ngay ở nhà rồi. Ngày mai chút nữa 5 giờ mình sẽ ra coi có cái gì không, đặt cái gì ngoài á. Có đây nhiều lắm. Không có đâu, anh em ăn cái gì rồi. Món này em xào sớm luôn. Ở nhà thấy không, cò nè. Má trời. Chút nữa sẽ nấu món cò này sẽ xào sớm ớt, còn kia là nướng cho muối ớt. Anh giải cho muối ớt nữa. Cò hả? À, đây cò. Đây là cái nhà, đây là cò rồi nha. Đây cò đồng, xào sớm. Xào lên bè, xào cái xả nè. Cái rằm nha. Thơm quá, thơm quá, thơm quá. Bỏ thêm đầy vô không? Món này thôi rồi. Ba rồi, nhà mặn. Lâu quá giỡn ngay. Nếu qua đêm ngoài đá gì ăn cơm no. Ăn uống không? Cò xào sớ để mình nhậu thôi, ăn lòng lấy để nó vào đi nó bắt xì bò biết rồi thôi, bò thấy nó nhậu quá trời ba giàu nó có thể thấy tình trên đang ngon nhiều làm nhiều mà nó nhậu quá. Bù đá ngon quá. Bù đá này đang luộc. Hôm nay không có gì à, thì ăn đỡ mấy cái món đồng quê. Cả nhà ơi, mình đang chuẩn bị lửa để bắt đầu mình nướng cá chạch. Hôm nay không có cá gì cho cả nhà xem rồi. Thì mình sẽ cho cả nhà thưởng thức những cái món ăn ở đồng quê ha cả nhà ha. Của thằng em của mình, nó từ trong đất liền á, nó về rồi cái nó mua một ít cò, rồi nó mua cá chạch, thì mình sẽ thưởng thức những cái hương vị của đồng quê cả nhà. Giờ mình đang làm than là chuẩn bị đem ra mình nướng, chút nữa mình sẽ đi ra ngoài đó kiểm tra thử coi hôm nay bóng nó có cá này không nè. Cháy cao quá.
đợi chút nữa cái mình đem đồ ra mình nướng mình ăn một chút ha. Cả nhà ơi, bây giờ Sinh đang kéo bóng rồi cả nhà. Đó, nói chung là mình sẽ kiểm tra coi thử coi bây giờ mình có cá dưới này không nha. Nếu không có thì Sinh sẽ để lại vào ngày mai kiểm tra tiếp cả nhà. Bây giờ mình sẽ kiểm tra coi được bao nhiêu cá đây nha. Có con nào cả nhà, bây giờ mình sẽ đi vô và làm một bữa tiệc, rồi ngày mai mình sẽ bắt đầu ra thăm bóng tiếp nha. Không có cái gì cả nhà, giờ có mấy con cua đá này đó, mới luộc xong. Đây là cua này là ở đảo mình luôn á, họ đánh bắt xong cái bán trong cái vựa cả nhà, mấy cái vựa đó, cái đầu cái mình sẵn mình lên mình mua rồi càng cái này đã quá đã luôn cả nhà ơi. Nhớ ra đảo thưởng thức những cái loại cua đá này nha, thịt không. Nói chung mình ăn cua này là thích ăn nhất là cái càng thôi, chứ còn cái mình ăn không ngon gì. Nhưng mà cái gạch à, trong này có gạch ngon. Cái hơi của nó chào cả nhà nha. Hôm nay thì mình sẽ bắt đầu đi thăm bóng tiếp, đi thăm cái lợp á, để coi thử coi có cá gì không cả nhà. Giờ mình sẽ kéo bóng lên đi kiểm tra nha. Bây giờ mình sẽ lấy cá ra ha. Bây giờ là mình sẽ lấy cá ra ha. Bây giờ mình lấy cá ra nha mọi người. Ây da, được con cá rô. Lấy ra. Thấy đây. Cá này cả nhà nhớ bắt cẩn thận nha. Cái này nè, đó, bây giờ nhớ nắm kỹ luôn nghe nhà, nó đâm đau lắm nè, cái này nè, đâm rất đau nè, lấy chân ra đem, nhức lắm, giờ lấy thêm hai cá rô này ra nữa, nói chung là hôm nay thì mình dính được như đây. Được hai cái rô này với lại thêm hàng cá này nữa, ngày mai mình sẽ bắt đầu đi kiếm cá tiếp không cả nhà. Sẽ đặt ở gần đây nè, ở đây cá rất là nhiều nha mọi người, đó nước rất là trong, các bạn thấy cá nhiều không, đó cá trong này nhiều lắm, mình sẽ đặt dưới đây để kiếm thêm cá tiếp nha cả nhà. Cả nhà ơi, mình vừa mới lấy thêm cơm rồi cả nhà nhớ là mình phải thay đổi cơm ở nhà để cho cá nó vô, chứ nhiều khi qua đêm cá nó còn không ăn đâu cả nhà. Bây giờ mình sẽ thay cơm, sau đó thay cơm mới nha, rồi để mình bỏ cái đặt dưới đây thêm một lần nữa.
Rồi nè cả nhà ơi, mình vừa mới kéo lên được như đây nè cả nhà, với lại câu thêm hai em cá mú cọp đó cả nhà. Thịt nó ngon ghê không mọi người. Đó, chờ đây là hai con cá bò nè cả nhà. Đây mấy hai con cá. Thịt nó rất ngọt nha. Thịt nó rất ngọt ha mọi người. Đi mua. Nó kỹ vô ha. Cái gì ngọt quá mọi người. Thơm quá. Hai con này là mình câu, còn mấy con này là mình bỏ, bóng nữa nha. Hả? À, giờ mình đang đợi chứ đi ha. À cả nhà ơi, xin vừa mới đi kéo bóng về. Nói chung là được có vài con thôi, giống hồi nãy mình quay cho cả nhà xem đó. Đó. Thấy không? Ôi cá này nướng rất là ngon rồi mọi người. Cá này mình thấy là nướng là hấp dẫn nhất. Cá này thường thường thì chỗ khác gọi là cá giò hoặc là cá gì đó mình không biết nha, còn đây ở đây thì thường thường là cá dìa. Đó, để không để cho cả nhà chờ lâu nữa, giờ mình mời cả nhà cùng thưởng thức cái loại cá này nha. Mình đã thưởng thức rồi, ăn rất là nhiều. Hôm nay thì mình quay lại cho cả nhà cùng xem, nói chung là nó rất là ngon. Thịt của nó dai dai cũng không giòn mấy. Nó mình nghĩ chi không ngon bằng nướng đâu mọi người. Đó. Thịt của nó thì cả nhà nhớ nên làm cái muối ớt chanh giống mình nha, rất là ngon. Cả nhà hôm nay mình mới kéo bóng thêm nữa cả nhà. Đó, mình với thằng cháu mình đi kéo bóng thêm được 4 con nữa nha cả nhà. Này sóng gió dữ quá. Đó. Lần này mình sẽ lấy 4 con này ra ha, và mình đặt mình bỏ mồi vô thêm. Đó. Đi với cháu mình. Giờ mình sẽ lấy cá ra ha cả nhà. Lấy được 4 con rồi đó. Nói chung là mình muốn kéo làm sao mà cho thật là nhiều. Nói chung có lần nó vô được gần, cả nhà nhìn thấy ham nó vô đầy bóng luôn cả nhà, nhiều lắm, có khi tới 2-3 ký trở lên nữa. Bây giờ mình sẽ bắt đầu lấy cá ra ha, rồi mình chiều nay mình đi thăm bóng tiếp nha cả nhà. Bây giờ cậu cháu mình phải bơi vô nhà nha cả nhà, rồi mình sẽ tiếp tục đi thăm bóng tiếp nha cả nhà. Nói chung hai bóng là được 5 con cả nhà, một bóng thì 4 con, bóng thì 1 con. Như đây thì mình kho keo này kia là ngon, nhưng mà thôi mình để mình đưa cho bà dì của mình, với bà ngoại của mình, để giờ mình dành kho keo ăn ngon lắm cả nhà. Giờ mình đi đây. Quá gì cá không trời. Cá cá. Ồ, im đó. Bén. Ông anh ông bủa lưới cả nhà ơi. Chào cả nhà nha. À cả nhà ơi, xin vừa mới đi ra cái bóng. Đó, mình vừa mới đi thăm cái bóng của mình xong á, nói chung là cũng được vài con. Sóng gió quá mình không có thể đem điện thoại ra ngoài ngoài biển được đó cả nhà, nên cả nhà thông cảm cho mình nha. Giờ để cho cả nhà xem một ít cá mà mình vừa mới bắt được nha cả nhà. Này cả nhà, đó mình vừa mới bắt được vô đây cả nhà, vừa mới kéo bóng lên thì được tầm 8 con, với lại thêm con cá bò nữa. Mùa này vô lợi nhỏ quá. Đây chui lên, nó chui ra luôn ba.
loại nhỏ này chưa không ra kịp là loại nhỏ này mình không ra kịp thì nó chui ra khỏi bóng nữa nha. Trời ơi, mày làm ra kịp chứ không thôi là ra hết mớ rồi. Đây như đây mình nướng cũng ngon chứ cả nhà, nấu canh chua này kia nha. Ai mà ăn loại cá này rất là sẽ biết cho, nhưng mà đã từng thưởng thức cái loại cá này rồi ăn rất là ngon, nhưng mà đập rất là đau nữa nha. Nhất lúc loại này còn bự hơn nữa, nhỏ quá, chắc để cho bà cô bà dì của mình quá. Mình đang tính kiếm mấy cái loại bự hơn để nướng cho cả nhà cùng xem á cả nhà. Loại này nhỏ quá sợ nướng không ngon. Cả nhà ơi, hôm nay thì mình lại tiếp tục ra kiểm tra bóng tiếp nha cả nhà. Mình sẽ kiểm tra cái lợp của mình. Nói chung là mình sẽ không đem cái máy của mình ra. Nói chung mình sợ sóng nó lặn cái thúng này kia rồi mình bơi thì được, nhưng mà sợ rớt cái máy xuống nước đó cả nhà. Nên mình sẽ ra cái bóng xong rồi nếu cá nhiều thì mình sẽ quay lại cho cả nhà cùng xem nha. Đó, cả nhà thấy không? Giọng gió nhiều lắm cả nhà. Gió quá trời luôn. Hôm nay là đang có áp thấp nhiệt đới nên nó đang muốn là bão luôn cả nhà. Sẽ đi kiểm tra bóng nha. Cả nhà hôm nay thì xin đã cố gắng lắm, cuối cùng cá vô rất là nhiều các bạn ơi. Mình đón tầm cỡ 3 kg không? Cá rất nhiều mọi người. Mình sẽ để tầm cỡ 3 con lại nướng. Đó, các nhà thấy không? Đó. Cá cũng hút trong cả nhà rất là nhiều nha. Nhà thấy không, cá rất là nhiều đó. Đây là loại cá bự á, mình sẽ để lại 4 con mình nướng ha. 4 con đây, cá quá nhiều luôn cả nhà, đẹp quá. Ok, mình sẽ cho cả nhà thấy cá của mình nha. Giờ mình mở cho cả nhà thấy nè, cá rất là nhiều, nói chung là mình đã được bù đắp rồi cả nhà. Thật sự cá rất là không được biết cái mình đó mà rồi thấy cho nè, thấy không? Mở đây lại, mở vô đây, cả nhà thấy không, cá quá trời luôn nè. Bắt từ ngay cả nhà, đây đây. Loại này nó đâm rất là đau nha, cả nhà cẩn thận chút. Đây là con bự nhất rồi cả nhà. Mình sẽ để lại một ít rồi mình nướng nha cả nhà. Loại này nướng rất là ngon nha. Đó. Quá tốt luôn. Quá gì mà. Quá đẹp. Giờ lên nhà có cơm không tại? Không có. Không có hả? Không. Bây giờ xin mời cả nhà cùng thưởng thức với Sim một cái món ăn. Đó là con cá gì này, nói chung cái loại cá này rất là ngon ở nhà. Thì mình bổ rất là lâu mới vô được một đống cá vậy. Đó. Thực sự cái loại cá này ai mà đã từng thưởng thức rồi thì rất là
am hiểu được cái mùi vị của loại cá này là rất là ngon nha. Bây giờ không để cả nhà chơi lâu nữa, chúng ta bắt đầu đi và thưởng thức cái loại cá dìa nướng này nha, rất là ngon. Đó, cùng đi cả nhà. Đói bụng quá. Ôi, mình đã chuẩn bị nước chấm rồi cả nhà. Đó. Nước chấm thì bạn nào có nước chấm ngon hơn thì mình có thể làm riêng cho mình nha cả nhà, mình làm riêng cho các bạn á. Còn đây thì mình thích ăn như vậy nè. Đó. Vậy mới ngon mới đã. Xin thì tính để qua đêm để mà nướng luôn. Nhưng mà mình nghĩ nếu mà cá này mà để qua đêm thì nó không còn ngon nữa cả nhà, nên mình quyết định là sẽ ăn ngày hôm nay luôn cho cả nhà cùng thưởng thức chứ xin cái loại cá này. Đó, nghe thấy không? Cá này thấy chưa, rất là tươi và ngon nha. Chứ còn mà để qua đêm thì mình sợ nó không có còn ngon nữa. Thịt của nó sẽ bị ốp đi và không còn chất lượng cả nhà. Cả nhà thấy cá tươi không? Mình thì có mổ bụng cho sạch sẽ ở nhà để ăn không có tanh, tại vì nhiều khi cái ruột của nó rất là hôi. Mình đã rửa muối qua rồi nha cả nhà. Bây giờ xin sẽ tiếp tục bắt đầu nướng cá và cùng thưởng thức với xin nha. Cá này nướng rất là ngon cả nhà, nếu ai mà nướng kỹ á, biết cách nướng nha, rất là thơm. Cá này mình đã ăn qua rất là nhiều rồi. Rồi mà cả nhà cùng thưởng thức chứ mình nha. Đây là cá dìa nướng, rất lâu rồi mình mới có thể bắt được. Nhưng mà cả chuyến này cá nó vô quá nha. Mời cả nhà nha. Nó ngọt lắm cả nhà. Còn nó thơm và ngon. Lại có nghĩa là nó không có ngọt nhiều lắm. Vừa đủ miệng, vừa đủ mình ăn luôn cả nhà. Ngon, nói chung là theo mình cảm nhận là cái thịt cá này ăn rất là ngon. Thơm. Quá đã luôn cả nhà. Nhớ đừng có bao giờ nướng quá kỹ nha. Nếu mà quá kỹ thì nó sẽ bị khét con cá và thịt nó sẽ không có ngon như vậy đâu. Đó. Đồ đã quá nhờ. Thịt ngọt thơm. Nói chung là nó chắc, thịt nó cũng chắc chắc đó. Không có mềm như mấy loại cá khác đó nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quá cả nhà ơi, quá quá ngon cả nhà ơi. Trời. Cây cây mà the the ăn vậy mới đã cả nhà. Cái này mình không cần chấm cũng ngon cả nhà. Cái này rất là ngon nha. Cả nhà nhớ là mình phải lấy ruột ra nha. Lấy ruột ra đi, ăn nó không có tanh. Nè. Cá này là mình không cần phải chấm. Mình ăn gì không nha, nó cũng có một cái mùi vị rất là đặc. Chân của con cá này ăn rất là ngon. Nói chung là nó không có mặn lắm. Thịt của nó mình ăn vào vừa đủ ngon luôn nha. Rất là ngon nha, cá này ăn vô dài dài. Ngon rồi nha. Ngon quá. Đã ai đâu vậy nha. Rồi cay quá cả nhà. Thôi mình xin tạm dừng cái video của mình tại đây nha. Chung là cái món cá này rất là ngon đối với Sinh đó. Cả nhà ai đã từng thưởng thức cái món cá này sẽ biết được là cái mùi vị của cái con cá dìa này rất là ngon. Mình không cần phải dùng nước chấm, mình ăn không cũng ngon cả nhà. Thì thực sự ăn không rất là ngon. Cá này là vậy đó. Cá này nếu mà cả nhà kèm theo rau nữa thì rất tuyệt vời. Chứ lại mình thấy có nhiều bạn ăn cá này có rất là nhiều loại nước chấm rất là ngon. Mình thì thích cái nước chấm này hơn đó. Mình nói cũng đã quá dài rồi, thôi xin cả nhà hẹn lại một cái clip hấp dẫn hơn nữa. Bây giờ mình xin kết thúc tại đây. Chúc cả nhà một buổi tối thật ngon và vui vẻ nha. Cảm ơn cả nhà đã ghé thăm ủng hộ kênh Sinh. Bye bye, xin chào, hẹn gặp lại. Cày quá.